Hello cả nhà. Ngày mới em kính chúc đại gia đình ngày mới vui vẻ, sức khỏe và thành công. Chúc cả nhà có một cái ngày cuối tuần tràn đầy niềm vui, an lành. Trước màn hình của cả nhà là Đài Châu Nghinh Xuân Ngọc Điểm đón xuân. Đây là những hàng size tầm trung và tầm to. Thì nhà em là Hoa Lan Thiện Phượng, chuyên cung cấp các cái dòng Đài Châu Nghinh Xuân Ngọc Điểm. Hàng về được cũng khá là lâu, em giải độc và em đã kích rễ, thì hôm nay em mới có thời gian là review cho cả nhà xem là những cái hàng về của nhà em như thế nào nhé. Đấy, đây là tất cả những cái size. Trước màn hình cả nhà là size này là size hồng cánh sen 2, 4, 6, 7 cặp lá 2, 4, 6, 6, 5, 6, 7 cặp lá hồng cánh sen này. Đây cả nhà, đây là những cái dòng lá xếp rất là đẹp, rất là nhiều cả nhà, rất là nhiều luôn, rất là nhiều luôn. Size này là size chung cả nhà này. Đây là cái tầm size chung. Chủ yếu là cái tầm size này là size màu đỏ và hồng cánh sen là chính. Và có một cái lô là mới về thì là 5 cánh trắng lưỡi tím cả nhà. Hồng cánh sen 5 cánh trắng lưỡi tím và màu đỏ. Đỏ thì gồm có rất là nhiều. Tức là đỏ đô, đỏ đốm, đỏ sắc pháo. Ngoài cái Đài Châu ra thì nhà em lại chuyên cung cấp các cái dòng Quế Trắng Tháng 8 Thanh Hóa, Quế Trắng Tháng 8 Hòa Bình cả nhà. Đấy, rất là nhiều, không phải là ít. Nhà em lại đi xa. Đấy, đây là Quế Trắng Tháng 8 cả nhà. Và trên cái dàn trên của em ấy, đấy, trên dàn trên của em đây là dòng thuần hết Quế Trắng Tháng 8 này cả nhà này, nhưng mà dòng này em thuần chậu sạch rồi đấy. Nó ngược để tí ở nhìn từ bên kia đấy. Đây cả nhà, rất là nhiều size nhỏ, size to và size chung. Hồng cánh sen. Đây cả nhà đấy. Em chỉ view sơ qua là tình hình hàng em về rất là nhiều. Tới đây thì em sẽ làm cái clip chia sẻ cho cả nhà. Đây cả nhà nhìn bộ rễ này, về cái kích rễ này. Kích rễ trên kênh em cũng đã làm rồi, giải độc em làm rồi. Và em sẽ làm cho cả nhà một cái clip để hướng dẫn cả nhà kích rễ nhé. Kích hoa. Thường thì những cái dòng Đài Châu khỏe đấy cả nhà, đã đủ tuổi rồi. Đây cả nhà này, đã đủ tuổi trưởng thành rồi thì không cần kích hoa. Cái kích hoa ở đây là làm sao để mà mục đích là không phải là nó yếu để mà kích hoa, mà kích hoa ở đây để là cho nó đúng vào những cái thời gian đúng vào Tết Nguyên Đán. Thường thì nó không tuyệt đối được, thế nhưng mà nó cũng sẽ được tương đối. Không có cái gì là cái tuyệt đối đâu cả nhà. Thế nhưng mà mình thích thì mình kích vào đúng cái thời gian nào thì mình làm thôi. Đấy, phía trên nhà em là Quế Trắng Tháng 8. Còn này là cả nhà ngắm những cái tác phẩm quế VIP của nhà em. Đây là tác phẩm thuận buồm xuôi gió, lá gần 6 sen. Còn đây là tác phẩm Quế Trắng Hòa Bình, lá 6,5 sen. Đang lên rất là khỏe mạnh rồi. Xa xa kia thì đấy là rất là nhiều quế Hòa Bình.
Cây lá nhân đây là 6,5 cm và đang ở rất là nhiều con. Rất là nhiều con đây cả nhà. Đấy. Đấy, trâu thì rất là nhiều. Đấy, trước mặt cả nhà đây là xay to này. Đấy, đây là những cái dòng xay to. Xay to em đưa vào giữa. Em đang bán hàng nên mà đang còn lộn. Đây là những các cái dòng đài châu sẽ là rất là đẹp. Các bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với số hotline 0978 379 479 và Zalo là 0974165415. Để được trực tiếp gọi điện ưng cái nào thì nhà em cho quay trực tiếp, ưng cái nào thì chốt cái đấy. Đây cả nhà. Đây cả nhà, rất là đài châu Minh Xuân Ngọc Điểm đón Tết. Thôi em xin kết thúc video ở đây. Cũng lâu vì em chưa đăng lên kênh thì em sẽ làm một cái để em đăng lên kênh để cho cả nhà biết là nhà em vẫn bán đài châu Nghinh Xuân Ngọc Điểm đón Tết Nguyên Đán và Quế Trắng tháng 8 Hòa Bình, Quế Trắng tháng 8 Thanh Hóa và Châu Lai hồng gấm, loại hồng gấm khủng cả nhà, không có hồng gấm xay chung xay bé đâu mà hồng gấm khủng. Em xin kết thúc video ở đây, hẹn cả nhà trong cái clip tiếp theo.